Ghê chưa? cây này nó muốn tha vào. Hello, Nhưng mà con này sao phát nó nhỏ nhỏ này. À mùa này mùa đông chắc. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì không đi đào măng mọi người ạ. Bởi vì măng thì bây giờ nó cũng là măng nhiều quá, người ta cũng không mua thì mua cũng mua rẻ đấy. Và người ta còn không muốn mua luôn ấy. Cho nên là hôm nay bốn anh em mình đang đi đi rừng mọi người ạ, đi đào rúi. Đi đào vài con rúi về nuôi và bán nữa. Con nhỏ thì để nuôi, con to thì để bán mọi người ạ. Thực ra thì cũng không muốn đi đào, nhưng mà bởi vì điều kiện ấy mọi người ạ. Không đi thì không biết kiếm gì ra tiền nữa. Ngày thì cứ phải cần tiền mà. Không có gì làm ra tiền thì phải đi thôi mọi người ạ. Chứ thực ra đào thì cũng rất là sót. Rất là sót cho mấy con rúi mọi người ạ. Hiện bây giờ bố anh em mình đang lên đồi. Dốc lắm rồi. Xe ở dưới kia. Không biết là hôm nay đi có đường nữa không mọi người ạ. Thỉnh thoảng thì cũng được, mà cũng hên suy mọi người. Hên thì cũng được một hai em, ngày được khoảng là 100.000 mọi người. Còn có ngày thì đi đào cả ngày không được, bởi vì nó sâu quá. Có ngày còn không tìm ra con nào. Thôi bây giờ mình phải đi tìm rồi. Thấy thì mình mới quay cho mọi người xem nhé. Mọi người nhớ theo dõi mình tí xem mình có đào được hay không nhá. Lên dốc cũng khá là mệt mọi người. Lên dốc thẳng đứng luôn. Vẫn chưa thấy tổ nào mọi người ạ. Mà trời lại như kiểu là sắp mưa nữa. Đấy, tối. Bây giờ trong rừng tối lắm mọi người ạ. Chuyện là phải tìm thật kỹ thì mới thấy được. Kiểu trời nó sắp mưa ấy. Xong là tối lắm. Nhìn trong rừng này tối om. Bây giờ phải lên trên kia có cái ráy của người ta trước, người ta trồng sắn để tìm trong đấy mai ra có mọi người. Mọi người ạ, nãy tìm ở trên rừng thì không thấy, mà bây giờ về đến cái chỗ rồi. Bây giờ về đến cái chỗ bãi cây quang quang như thế này thì này, nó lại có một con nó ở đây rồi. Hàng nó này không biết là có đào được không. Thực ra là mấy con mà nó ở mấy cái chỗ cao căng thế này thì sâu lắm rồi mọi người. Nhưng mà đây thì chắc là sâu thì tí là gánh nước phải đổ vào cho nó ra em nhé. Chắc chắn phải đào cho bằng được. Tí xem cái hố của lỗ của nó đi xuống gánh nước về đổ vào. Tình hình bây giờ chưa biết cái tổ nó đi đàn nào. Chúng tôi là thấy là mình đã trong rừng thì lại không thấy. Đến cái bãi cây qué bé tí thế này thì cái này quang lắm rồi, chỗ này chả có cái cây gì trừ mấy cây sát. Bây giờ thì bắt đầu tấn công không mọi người ạ? Bắt đầu tấn công. Tấn công theo em nó xem là nó thua hay mình thua. Đây mọi người thấy không, cụ sán nó ăn này kinh thật đấy. Nó tha vào trong cái tổ nó đấy, cái cụ này nó tha vào là trong tổ lâu quá thối đi, nó ăn không hết. Ở đây thì chỉ đào đào đi một đoạn thôi, đừng có đào đi xa quá trên kia có cây quế. Đào đào đi xem nó có sâu không. Chắc là phải.
Nãy tìm trên rừng kia không thấy. Đến cái chỗ này thì nó lại ở ngay đây. Đấy cũng không xa nước đâu. Nhưng mà không có cái gì để lăn nước lên thôi. Chưa ra cái tổ. Bơi đất. Thường thường là cái loại dúi mà nó ở bãi sán này thì nó sâu lắm mọi người. Phải kiên trì thì mới đào được. Đây. Đây có rất là có gà rừng về ăn sán này mọi người thấy không? Đây. Gà rừng về ăn. Cái tổ đó mọi người. Đây xem tổ nó tổ nó to chưa nhỉ? Tối quá không thấy trông nhưng mà to thật. Bấy ra đi. Bấy ra xem. Cây này mà. Ui cây chưa. Cây này nó mới thả vào. Nhưng mà con này sao phải nó ở nhỏ nhỏ nhỉ? À mùa này mùa đông chắc. Hai loại nhỉ. Hai loại phân nhỉ. Con này chắc to béo ấy. Phân bé bé tròn tròn. Con này không biết sao nó lại đào cái tổ nó to thế nhỉ. Có sao giờ có cua à? Thử xem nào. Nó đi cái lỗ nào. Đúng rồi, nó cứ đi nghiêng thế thì vòng sang bên kia. Nó đi xuống hay là nó đi cứ đi ngang ngang? Đi lên à, không xuống à? Không xuống. Hết que này mọi người ơi. Đi hết que này. Thế bây giờ phải đào bên này thôi nhỉ? Hay là cứ đào theo? Xem tí đó. Tình hình là cũng sâu phết đấy mọi người. Thường thường theo cái kinh nghiệm của mình nhiều năm đi đào dúi, mình biết là cái loại dúi mà nó ở cái bãi sán là nó thường thường nó khá là sâu mọi người ạ. Con nào không sâu thì cũng là mấy con mà mấy cái chỗ mà chưa từng có người đào bao giờ ấy thì nó mới không sâu nhá. Đi thẳng sang bên kia. Đi con nào chứ. Tình hình là con này sâu quá không đào mọi người ạ. Sâu quá không đào nổi. Đào tí dưới này lên rồi. Mà lấy cái cây này chọc theo thì còn chưa hết cái lỗ nó thì không lấy nữa. Đi tìm vào khang. Thằng em vừa kêu bảo là bên kia thấy một con bên kia. Bây giờ sang bên kia đào. Bỏ đi bỏ đi. Đi thôi. Bỏ thôi anh nghe thôi. Này không ăn được rồi. Đào mãi không được thì về nghỉ ăn trưa tí mọi người ạ. Ăn cái bánh khô. Mỗi người làm vài cái cho nó đỡ đói đó. Rồi mới đi đào tiếp mọi người ạ. Đấy thì vào xem cái con mà thằng em bên này nói thì nó xấu quá. Không đào nổi. À, mày đi chặt chít rồi mọi người ơi. Bên kia có chít kìa. Thôi bây giờ lại đi tìm tiếp đây. Bây giờ thì lại thấy một tổ tiếp rồi mọi người ạ. Nên đào thì cái tổ nó trong này. Xong cái hàng nó đi vào kia. Bây giờ đang đào bên này đó. Con này thấy cái phần nó to phết đấy mọi người ạ. Chắc chắn không được. Đảm bảo với anh em luôn. Con này ít nhất nó phải trên một cân rồi mọi người. Bây giờ đang lấy cây to thử xem nó đi về đâu. Tí là anh em sẽ được thấy dưới luôn nhé. Mọi người nhớ xem nhé. Nhớ theo dõi nhé. Chỗ này nó hơi đá này không. Chắc là nó không xong mấy đâu mọi người.
hạn bao nhiêu quả trống. Nấy đào mấy con mấy kéo ui sọc quá, mấy sậy tay luôn mọi người ạ. Mọi người ạ, nấy thì cái con kia đào cũng không được luôn, đào không được luôn. Bây giờ ra cái chỗ bãi sán để tìm, tìm thì lại thấy hai con đây, mà cũng không biết là có được không. Chưa có hôm nào mà như hôm nay. Hôm nay đào hơn là chục chục tổ rúi rồi nhưng mà không được, không được con nào luôn. Kìa, kìa có một con bên kia, hai thằng em đang đào bên kia. Đấy, xong là đây có con đây. Mình với thằng em này đào con này. Hai thằng em kia đào con bên kia. Rúi thì rõ là nhiều luôn. Thế là nhiều nhưng mà con nào cũng xong. Chưa có hôm nào mà đi nó lại như hôm nay mọi người ạ. Đào rõ là nhiều mà không được con nào luôn. Hy vọng là hai con này sẽ được nhá. Chắc chắn là phải được. Phải được, phải được. Đúng không mọi người? Không được cũng phải bao buộc phải được. Thường thường cái loại rúi nó ở bãi sán thế này nó xấu lắm mọi người. Còn cái hàng nó còn đi đen xì vào trong. Mệt lắm rồi. Giờ 1-2 giờ rồi. Giờ 1-2 giờ đến nơi mọi người. Chắc tầm 2 giờ ấy. Chưa xem đồng hồ nữa. Sang bên kia xem hai thằng em cái đào cái con bên này như thế nào. Thùng, thùng chưa? Thấy chưa? Chưa thấy nữa. Nhân đạn ghê hôm nay. Hôm nay cái số thế nào nhỉ? Sáng nay đi có ai sờ vợ không đấy? Mẹ. Vẫn chưa đón. Vẫn chưa rồi. Chưa đón được à? Sáng nay có ai sờ gì không đấy? Sao mà hôm nay đào suy thế? Chục con không được con nào. Đào bên này, cái hàng nó đi sang bên kia. Đón bên kia mọi người ạ. Có phải ra chỗ đấy không ạ? Phải đấy. Thôi, mình lại sang bên kia đào cái con của mình á. Xem ai đây, thì đào xem ai đào được trước nhá. Ai đào được trước thì tối khao nhá. ai đào được trước tối khao. Ai mà đào được trước tối phải khao thì đấy đào được trước đấy cũng dạ vờ đào được sau mọi người ạ. Khá sâu vào trong rồi mà vẫn chưa thấy mọi người. Cái đống đất nó nhiều lắm rồi. Chui hạng ở trong đất rồi mọi người. Chui hạng ở trong vẫn chưa thấy. Có nghe tiếng gì không đấy? Khiếp luôn mọi người ạ. Dưới ở cái khu này sợ luôn này. Con này chắc con này cũng không đào được luôn. Bây giờ từ cái chỗ mà đào cái chỗ kia ấy, đi nó còn đi xa bằng cái cây này này. Nó hơi sợ tay đấy này. Thì nó phải lên tận tít trên. Phải lên tận tít trên này mọi người ạ. Trời ơi ghê quá. Dưới cái khu này sợ thật rồi. Con bên kia càng sâu hơn ấy. Con kia đào lên, đào tận tít dưới này lên rồi. Tận tít dưới này lên. Đào theo lên tận trên này không được. Bỏ. Hôm nay ít cũng hơn chục con này. Đào không được. Chưa có hôm nào mà suy như hôm nay mọi người. Quá suy luôn. Thôi bây giờ đi tìm là tổ khác thôi. Chả phải tốn công với mấy con sâu sâu này làm gì. Mệt. Không biết từ giờ đến tối có được con nào không? Hôm nay bốn anh em móm rồi. Sắp móm rồi. Hy vọng là tí thấy mấy con nó ở nông nông đào còn được mọi người ạ. Mọi người ạ,
Nếu mà mình đoán không nhầm thì hình như là hôm nay đào hơn là 11 hoặc là 12 tổ rồi. Mà giờ được con bé tí này này mọi người. Không biết con mẹ nó đi đâu rồi. Con mẹ không biết chạy đâu rồi, để lại cái con đây. Bây giờ đang đuổi theo con mẹ xem con mẹ đâu rồi. Ôi dồi ôi, cả ngày 4 người mà được con này thì mọi người bảo là tối nay ăn gì đây. Tối nay về không có gạo xuống nồi rồi đó mọi người ạ. Con này còn chưa nên nuôi nữa cơ. Nó chưa biết ăn được, cái màng nó chưa mở này. Bé tí bằng ngón chân. Con mẹ mày đâu rồi? Bỏ lại mày đây. Hôm nay bây giờ thì 4 giờ mà chưa được con nào. Tối nay vậy nhịn đói ấy. Không có cái gì xuống nồi ấy mọi người ấy. Được con bé tí này này. Con này thì tí nếu mà không đào được con mẹ thì không biết làm gì nữa. Không biết làm sao được, chắc là bỏ đây để tối con mẹ nó lại về tìm thôi. Tối con mẹ nó lại về tìm. Rồi con mẹ nó đem nó đi thôi. Chứ giờ chả biết làm sao được. Giờ thì mệt lắm rồi, 4 giờ. Quá mệt luôn rồi mọi người ạ. Nên đi qua bao nhiêu đồi, bao nhiêu núi rồi. Nên đào hai cái con sâu sâu kia tí trên đỉnh đồi bên kia. Từ cái lúc bỏ hai cái con sâu sâu kia còn đào một con bên này nhưng mà không được. Xong là không quay được. Mệt chán. Về đào đây được con bé tí bằng cái ngón chân. Nếu biết làm gì được. Con này bây giờ chắc nó thèm sữa ấy. Cho nó vào đây. Tí nữa không đào được con mẹ thì lấy lá cây phụ phụ lên nó là tối con mẹ nó lại về tìm rồi. Chán ghê mọi người. Đào dưới cái cớ này thì không bao giờ đi. Thả đi đào măng nó còn ăn chắc hơn mọi người ạ. Đào măng ngày ngày nó còn được 200. Đào dưới này hên suy ngày được 300-400, 500-600 ngày. Không trăm, không đồng luôn. Thôi, cố gắng đào tiếp xem thì có được con mẹ không. Sắp tối mà rồi mà vẫn chưa được mọi người ạ. Giờ hơn là 17 giờ rồi. Vẫn chưa được. Cả hai con chưa được luôn, con bên này cũng chưa được. Không biết là tối này có được không mọi người. Con này xấu lắm rồi. Thấy không? Số kinh khủng luôn. Và tít trong. Nhân xì vào trong. Bây giờ trời thì gần tối rồi. Con này thì nghe chung hình như là nó là lấp đất ở kia thì phải. Trong này tối om. Dùng cái điện thoại kia. Tha mà con không thấy mấy nhé. Đi vào trong mọi người. Sâu quá phải bật đèn. Sâu quá phải bật đèn pha lên. Bật đèn điện thoại lên mọi người ạ. Chắc lấy cơ là một lần thế nào. Nghe trường hình con này sắp được rồi. Nhưng mà con bên kia chưa biết được nữa. Con này nó đi thế này dễ hơn. Đào sâu lắm rồi. Đào xa lắm rồi người. Đồng đất nó rất là nhiều rồi. Thấy không? Cái đồng đất nó kinh. Đất quá nhiều. Thế mà chưa thấy dưới đấy mọi người ạ. Tí đất trồng. Cái bên này thì càng đi sâu hơn. Đây. Cái bên này càng đi sâu hơn mọi người ạ. Tí vào trồng. Khả năng nó đến đâu ấy? Đi xa phết đấy, còn một sải nữa, còn một mét. Để xem nào. Ôi, thấy không? Ui, thì tận đến đâu không thấy à? Đến kia không thấy luôn. Nảy lên cái cây này chọc, đi gần hết cái cây này mọi người. Bây giờ đào cái con bên kia đã. Ở đây hai con nó gần nhau luôn.
lấy đảo bên này không được mọi người ạ. Đảo bên này cái hàng của nó chui sang bên kia xong là phải đảo bên kia đón. Đảo cái hàng nó đi chui sang bên kia. Phải đảo bên kia đón này. Bây giờ trời sắp tối rồi nhá. Bây giờ thì đúng 17:30 rồi. Xong bây giờ đảo bên này này, đó đó. Có gì đâu. Bây giờ nghe thằng em nói là hình như là nó lắp đặt đấy rồi. Nhưng mà nó lắp đặt thật ở đấy thì nó không còn ở xa nữa mọi người. Cố gắng lên. Cố gắng lên được con này. Ở đây rồi mọi người ạ. Ở đây rồi, cuối cùng thì cũng theo kịp rồi mọi người ạ. Ngay đây. Ôi, chui vào trong. Kìa. Xem có con không nhá. Kìa. Máy này. Tóm, cẩn thận nhá. Bắt đi. Bắt đi. Ui rồi, ok. Được luôn mọi người ạ. Ây, đây. Được luôn. Đây. Ui, cả ngày hôm nay đều mới con này mọi người. Xem có còn có thấy cái con cỏ nó không. Đây. Cũng to bình thường mọi người, con này. Gần tối luôn rồi bây giờ. Trời sắp tối rồi. Bây giờ về nhà phải đi tận 40 km để về nhà mọi người. Bây giờ bên ngoài cũng phải bật đèn pha thì mới thấy rõ này. Cuối cùng thì cũng được. Được em này, còn cái con bên kia thì chưa biết là có được không nữa. Như thế này mà làm anh em vất vả cả buổi đây. Hôm nay phải công nhận là được rất là nhiều. Đào rất là nhiều nhưng mà không đào được mọi người ạ. Cuối cùng thì cũng đào được một con rồi. Và chắc là mình cũng tạm dừng video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Thôi bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé.